độ ác tính cao, và do đó thì cần phải kết hợp với những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác, đồng thời cũng có thể cân nhắc và sinh thiết để đến chẩn đoán xác định. Thì sở dĩ đưa ra cái bảng lên ráp là để nhằm có cái tiếng nói chung giữa cái nhà hình ảnh với cái nhà lâm sàng, để có những cái hướng xử lý phù hợp đối với những cái nốt đơn độc mà phát hiện được trên CT. Cái dạng biểu hiện thứ hai của ung thư phổi là cái dạng mà ở giai đoạn trễ, là những cái khối kích thước trên 3 cm, những cái khối ở nếu mà nằm ở ngoại biên được bao bọc hoàn toàn bởi dung mô phổi thì rất dễ chẩn đoán. Trên hình ảnh mình sẽ thấy được những cái khối hình tròn và có mờ không đều về mặt mắt thuốc, có thể là đồng nhất hoặc là không đồng nhất, có hoại tử ở trung tâm. Với những cái khối có kích thước trên 3 cm thì hầu như những cái đặc điểm nấm phôi hay là những cái đặc điểm khác thì nó không quan trọng bằng cái đặc điểm kích thước. Rồi một cái dạng tiếp theo đó là những cái khối trắng chỗ nằm ở trung tâm gây xẹp phổi, một thùy phổi hoặc là xẹp toàn bộ một bên phổi. Thì những cái hình ảnh này cái khó chẩn đoán là trên hình ảnh X quang, trên hình ảnh X quang sẽ thấy được xẹp một cái thùy phổi có dấu hiệu S ngược điển hình. Thì trong những trường hợp mà trên X quang phát hiện xẹp một thùy phổi hoặc xẹp hoàn toàn một bên phổi thì tất cả những trường hợp đó các bác sĩ lâm sàng nên cho chỉ định chụp CT để chẩn đoán nguyên nhân, bởi vì nguyên nhân thông thường là do sự tắc nghẽn ở phế quản trung tâm và cần chẩn đoán bằng CT để loại trừ những cái khối u. Và đây là hình ảnh mà cái khối trắng chỗ gây cái tắc nghẽn cái nhánh phế quản thùy trên, và đây cái là cái vùng xẹp phổi ở phía ngoại biên. Trên hình ảnh X quang này chúng ta thấy mờ toàn bộ một bên phổi và khí quản lệch hẳn về bên trái, chứng tỏ là có tình trạng xẹp toàn bộ phổi trái. Hình chụp CT cho thấy một cái khối trắng chỗ đậm độ kém, mắt thuốc kém và lấp hoàn toàn cái phế quản gốc bên trái, còn vùng phổi xẹp của phía ngoại biên có tràn dịch màng phổi trái đi kèm. Thì như vậy là hình ảnh này là một cái khối cần phân biệt giữa vị trí của khối u với lại vùng phổi xẹp. Thì khối u có tính chất là mắc thuốc kém và không đồng nhất và có gây cắt cụt cái nhánh phế quản, còn vùng phổi xẹp thì mắc thuốc mạnh và khá là đồng nhất hơn và có phân bố mạch máu bên trong. Cái dạng tiếp theo là dạng khối tạo hang. Thì đối với những cái khối u phổi mà có tạo hang thì cần phân biệt với lại áp xe phổi hoặc là lao phổi. Đối với áp xe phổi thì ngoài cái hình hang thì còn thấy có mức khí dịch và có vùng nhu mô phổi xung quanh, là cái vùng đông đặc phổi xung quanh, và thành đặc điểm là thành có thể là dày hoặc mỏng, nhưng mà đặc điểm là cái bờ trong của cái hình hang đó là bờ đều và khá là trơn láng. Đối với lao phổi thì cái thành có thể là mỏng hơn, vị trí là ưu thế ở thùy trên và xung quanh là có tổn thương mô kẽ dạng nốt lưới hoặc là những cái nốt mà phân bố dạng triembus, tức là dạng nụ trên cành. Thì khi có những cái dấu hiệu đó kèm với hình hang thành mỏng thì gợi ý đến lao phổi. Hình ảnh này cần phân biệt tiếp cận với những cái tổn thương hình hang, thì cái vấn đề đặt ra là cần chẩn đoán phân biệt giữa một cái u phổi tạo hang với lại một cái hình ảnh áp xe phổi. Thì cả hai hình này chúng ta nhận thấy rằng đều có mức khí dịch, đều có thành phần cái thành là khá dày và bắt thuốc mạnh, nhưng hình bên tay trái của quý vị là có cái nhu mô phổi xung quanh có hình ảnh đông đặc phổi và có tràn dịch màng phổi đi kèm, trong khi cái hình bên trái mình hình bên tay phải thì nhu mô phổi xung quanh thì hoàn toàn bình thường và không có cái dấu hiệu đông đặc phổi. Thì đối với những cái trường hợp này, cái hình bên phải là vị trí này thì gợi ý một cái u hoại tử, trong khi bên bên trái thì là gợi ý một cái hình ảnh áp xe phổi. Về dấu hiệu phân biệt giữa cái hình hang lành tính và ác tính, người ta cho rằng có nhiều dấu hiệu, tuy nhiên cái dấu hiệu mà nhu mô phổi xung quanh có viêm hay không, có tổn thương dạng nốt xung quanh hay không là dấu hiệu mà có giá trị chẩn đoán lành tính cao, hoặc là cái phần mô đặc có bắt thuốc hay không để giúp mình phân biệt được u hoại tử với lại cái một cái u nấm. Về tình trạng mà tổn thương đông đặc phổi thì rất là khó chẩn đoán giữa cái một cái đông đặc phổi do viêm với một cái đông đặc phổi ác tính. Tuy nhiên là cái trường hợp này rất ít gặp,
Nhưng mà khi gặp thì chúng ta sẽ dựa vào 5 dấu hiệu để mà phân biệt hai tình trạng này. Về tình trạng thứ nhất đó là cái hình ảnh mà chụp ở thùy động mạch, chúng ta sẽ thấy được phân bố của động mạch trong vùng phổi đông đặc. Thì đối với những vùng phổi viêm thì cái nhánh mạch máu phân bố bình thường thành mạch mềm mại và đều. Những cái trường hợp mà cái vùng bắc khuất tương đối kém đồng nhất. Cái thứ hai là những cái mạch máu phân bố bên trong vùng đông đặc là có chỗ chỗ giãn, chỗ hẹp và có một vài chỗ có hiệu ứng trắng chỗ, tức là bị chèn ép. Thì những cái dấu hiệu đó là người ý một cái tình trạng đông đặc ác tính. Về dấu hiệu khí phế quản đồ trên CT thì khi những cái vùng đông đặc có những cái nhánh phế quản bên trong giãn thì đây là chỉ điểm của một cái đông đặc do viêm. Còn đối với những hình ảnh mà có khí phế quản đồ mà cái nhánh phế quản bên trong có chỗ dày chỗ hẹp tương tự như cái cách kiểu tổn thương của mạch máu thì đây là hình ảnh mà gợi ý một cái đông đặc ác tính, hay được gọi là dấu hiệu mà cây trụi lá, tức là những cái cây mà nó không còn lá và những cái cành phân bố không đồng đều. Tiếp theo là cái dấu hiệu gợi ý lành tính, tức là trên hình CT không hút thấy có những cái nhánh phế quản mà nó bị lấp bởi những cái chất mà chứa canxi, chứa đậm độ cao thì đây là hình ảnh gợi ý một cái bệnh nấm phổi dị ứng. Khi mà trong trường hợp khó thì theo dõi diễn tiến cũng có thể giúp hướng về lành tính hoặc ác tính. Những cái trường hợp mà được điều trị bằng kháng sinh phù hợp nhưng lâm sàng không có dấu hiệu nhiễm trùng và hình ảnh tổn thương phổi thì tiến triển như trong trường hợp này thì người ta sẽ sinh thiết ra được chẩn đoán đó là một cái ung thư tiểu phế quản phế nang. Đó là cái phần chẩn đoán, giai đoạn chẩn đoán ung thư phổi. Và khi đã xác định được ung thư phổi thì cần chẩn đoán giai đoạn. Và chẩn đoán giai đoạn thì sẽ dựa theo tê nem lần thứ 8. Và những cái áp dụng của tê nem lần thứ 8 thì đối với những cái nốt mà hỗn hợp hoặc là nốt hỗn hợp vừa phần đặc và phần kính mờ thì sẽ đo kích thước phần đặc để đánh giá T. Đánh giá T thì sẽ chia thành hai nhóm. Đối với những cái u mà chưa xâm lấn thì sẽ dựa vào nguyên tắc là mỗi 1 cm sẽ tăng một giai đoạn. Đối với những giai đoạn 1A thì là những cái u mà nốt mà có kích thước từ 1 cm trở xuống, và sau đó khi mà u có kích thước tăng mỗi 1 cm thì sẽ tăng lên một giai đoạn 1B, 1C, 2A, 2B và T3, T4. Còn đối với những cái khối mà đã có tính chất xâm lấn thì thường là sẽ từ T2 đến T4. Đối với T2 thì là có xâm lấn vào phế quản gốc nhưng chưa đến carina, hoặc là xâm lấn màng phổi tạng, có xẹp phổi hoặc là viêm phổi sau tắc nghẽn. Đối với T3 thì là những xâm lấn thành ngực, thần kinh hoành, màng tim và có nốt cùng thùy. T4 là xâm lấn vào những cái cấu trúc không còn phẫu thuật được, chẳng hạn như là cơ hoành, trung thất, tim, mạch máu lớn và có nốt khác thùy. Hình ảnh minh họa của cái hình ảnh T1, đây là một cái nốt phổi có kích thước dưới 3 cm, bao bọc hoàn toàn bởi nhu mô phổi và không có xâm lấn xung quanh, được xếp vào T1. Đây là hình ảnh một cái khối nằm ở vùng phía dưới bên trái, có xâm lấn vào phế quản gốc bên trái và trúng phổi và gây xẹp phổi ở phía ngoại bi, thì u này được xếp vào T2. Những cái khối mà có xâm lấn vào thành ngực, những khối có xâm lấn vào thành ngực thì được xếp vào T3, và những cái khối mà xâm lấn vào trong trung thất thì được xếp vào T4. Thì đối với cái tiêu chuẩn chẩn đoán về mặt hình ảnh trên CT á, là những cái tổn thương mà xâm lấn vào trung thất thì dựa vào những cái tiêu chuẩn như sau. Trên CT nếu mà có dấu hiệu gợi ý, tức là khối u nó liên tục với màng phổi trung thất hoặc là cái màng phổi phía trung thất dày lên. Nhưng dấu hiệu quan trọng là những cái khối tổn thương ở nhu mô phổi mà liên tục với những cái khối hạch trong trung thất thì đó dấu hiệu của xâm lấn trung thất. Dấu hiệu thứ hai là nó có thể là chèn ép hoặc xâm lấn vào những mạch máu lớn của trung thất. Và dấu hiệu thứ ba là nó làm mất cái lớp mỡ trung thất. Rồi đối với những cái động mạch mà động mạch chủ xuống chẳng hạn thì khối u mà bao quanh trên 1/4 chu vi của động mạch chủ được gọi là có và mất lớp mỡ phân cách
thì được gọi là dấu hiệu xâm lấn và trung thấp. Hình ảnh hàng minh họa cho thấy một cái khối ở tổn thương và xâm lấn vào trong nhĩ trái. Một hình ảnh minh họa thứ hai là cho thấy là một cái khối trớn chỗ và còn lớp mỡ phân cách với cái màng phổi. Phân cách với màng phổi ở phía trung thất bởi một lớp mỡ, thì đây là hình ảnh chưa có dấu hiệu gợi ý và xâm lấn vào trung thất. Đối với xâm lấn màng phổi thì dấu hiệu gợi ý là một cái u tiếp xúc với phía màng phổi phía ngoại biên và cái diện tiếp xúc trên 3 cm và mất lớp mỡ ngoài màng phổi. Thì hình này một cái khối ở ngoại biên và còn lớp mỡ ở ngoài màng phổi thì chứng tỏ là u này là chưa chưa xâm lấn vào màng phổi. Ngược lại, những cái khối mà làm mất lớp mỡ ở ngoài màng phổi thì dấu hiệu này gợi ý một cái xâm lấn vào màng phổi. Trong trường hợp mà tổn thương có gây hủy xương hoặc là lan vào cái mô mềm hoặc là cơ gian sườn hoặc là mô mềm ở kế cận thì chẩn đoán đó là cái xâm lấn vào thành ngực. Đối với đánh giá N trên CT thì chủ yếu là dựa vào kích thước của trục ngắn. Thì thông thường những cái hạch thì thường có hình bầu dục, và do đó là sẽ đo cái trục ngắn để đánh giá là hạch đó là hạch lớn hay là hạch nhỏ, và trục ngắn là thường trên 1 cm đối với hạch tất cả các nhóm. Tuy nhiên đối với hạch ở Cardina thì thường lấy chỉ số là 1,2 cm để đánh giá là hạch lớn. Thì CT theo nhiều nghiên cứu thì có độ nhạy và độ đặc hiệu không cao trong việc đánh giá cái di căn hạch. Đối với những cái hạch mà cùng bên với N1 được xếp vào hạch quanh phế quản cùng bên hoặc là hạch rốn phổi cùng bên, N2 là hạch trung thất cùng bên, có thể có hạch ở carina, N3 là hạch trung thất đối bên và hạch rốn phổi đối bên, và có hạch cổ hoặc là trên đòn cùng bên hoặc là đối bên. Đánh giá M thì M1A là những trường hợp mà có nốt phổi ở đối bên hoặc là có nốt màng phổi màng tim hoặc là có tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim ác tính. M1B là di căn một ổ trên một cơ quan ngoài lồng ngực, và M1C là di căn nhiều ổ trên một hoặc là nhiều cơ quan ngoài lồng ngực. Thì về những cái kết hợp nhiều phương tiện cho nó hình ảnh trong đánh giá giai đoạn thì dựa vào có nhiều khuyến cáo trên thế giới. Tuy nhiên là em đưa ra đây một cái khuyến cáo của NCCI về đánh Alo. giá. Alo, nhờ nhờ bác sĩ thì share lại cái màn hình bởi vì nó đứng rồi các đồng nghiệp không có theo dõi được từ cái slide mà xâm lấn trung thất á, xâm lấn là không 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 có chạy, cái slide không có chạy. Nhờ nhờ share lại. Ghi lại màn hình. Dạ, em share lại màn hình, không biết là nhờ quý đồng nghiệp đã nhìn thấy lại cái màn hình chưa ạ? Rồi bác thầy ơi, chắc bác thầy thử bung lên coi nó. Dạ rồi, em xem lại màn hình đó, không biết là mình nhớ nhìn thấy lại được chưa ạ? Dạ, cảm ơn bác thầy thấy rồi ạ. Dạ, bắt đầu mời bác thầy tiếp. Dạ. Thì em xin trình bày lại cái hình ở vị trí là xâm lấn trung thất. Thì những cái dấu hiệu mà gợi ý mà xâm lấn trung thất là khối u liên tục với những cái hạch ở vùng trung thất. Thứ hai là xâm lấn vào mạch máu lớn ở trung thất và xâm ba lớn vào vào tim và thực quản vân vân. Thì đặc điểm tiếp theo là lưu ý là những cái khối mà bao quanh động mạch chủ thì sẽ xét vào cái chu vi bao quanh trên 1/4 chu vi của động mạch chủ và mất lớp mỡ phân cách, thì đó là những cái dấu hiệu của xâm lấn vào trung thất. Trong trường hợp này mình thấy có lớp mỡ còn
một cái lớp mỡ phân cách giữa khối u với lại những cấu trúc ở trung thất, còn lớp mỡ thì trường hợp này là chưa xâm lấn. Về xâm lấn màng phổi thì cái đặc điểm gợi ý xâm lấn màng phổi là cái diện tiếp xúc của khối u với màng phổi là trên 3 cm và mất lớp mỡ phân cách. Ở đây mình còn thấy lớp mỡ thì trường hợp này là chưa xâm lấn. Còn trường hợp này thấy là một cái u mà tiếp xúc với lại màng phổi trên một cái diện trên 3 cm và có mất lớp mỡ ngoài màng phổi. Thì trong trường hợp này là nghĩ là có xâm lấn vào màng phổi. Những trường hợp mà có hủy xương sườn hoặc là lan vào cái cơ thành ngực thì trong trường hợp đó mình sẽ chẩn đoán là có xâm lấn vào thành ngực. Với N thì nhắc lại là trên CT dựa vào cái đặc điểm hạch di căn là kích thước lớn. Kích thước này là mình sẽ đo trên trục ngắn, bởi vì hạch thường là có hình bầu dục, do đó mình sẽ đo vào trục ngắn để xác định là hạch lớn hay là chưa. Và ở tất cả các nhóm thì mình lấy cái mốc đó là 1 cm, riêng đối với nhà hạch nhóm Canina thì mình lấy cái kích thước là trên 1,2 cm. Đối với những cái hạch mà không gợi ý di căn là những cái hạch đóng vôi, và tuy nhiên còn những cái hạch mà có hoại tử trung tâm thì lúc đó thì cần phân biệt với những cái hạch viêm như hạch lao vân vân. Đối với N1 thì là hạch cùng bên, hạch phế quản, hạch trúng phổi cùng bên, N2 là hạch trung thất cùng bên, có thể có hạch cavina. Còn đối với N3 là hạch trung thất đối bên hoặc là trúng phổi đối bên, hoặc là có hạch cổ hoặc là trên đòn. Đối với M1 thì là có nốt phổi cùng bên hoặc là nốt ở màng phổi màng tim, tức là di căn màng phổi màng tim. Đối với M1B thì di căn một ổ ở một cơ quan ngoài lồng ngực, còn M1C là di căn nhiều ổ ở trên một hoặc là nhiều cơ quan ngoài lồng ngực. Thì đối với cái sự phối hợp nhiều phương tiện chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán giai đoạn thì lát nữa về cái guideline của nhiều nơi thì có nhiều cái hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên là chỉ trình bày ở đây những cái phương tiện nào mà có giá trị, người ta cho thông phần lớn các khuyến cáo đưa ra đều cho rằng PET-CT có giá trị trong việc đánh giá là di căn ở nhiều nơi, di căn xa, cộng hưởng từ. Tuy nhiên PET-CT ít có giá trị trong chẩn đoán di căn não và do đó cần bổ sung bằng một cái MRI sọ não có tim tương phản từ. Và MRI sọ não theo cái hướng dẫn của NCCN thì thường chỉ định ở giai đoạn 2, 3A. Còn đối với giai đoạn 1A thì không có chỉ định. Còn giai đoạn 1B thì cân nhắc tùy trường hợp. Và trước khi kết thúc, em xin trình bày một cái trường hợp nốt phổi đơn độc. Bệnh nhân này được phát hiện một cái nốt phổi đơn độc vào 2019. Tại thời điểm phát hiện thì có cái nốt với đặc điểm là không điển hình lành tính, tức là cái nốt bờ đa cung ở thì trên phổi trái và xung quanh không hoàn toàn là không có những cái nốt vệ tinh. Nốt này được đo kích thước trung bình là 15 mm, không đóng vôi cũng không chứa mỡ, được đo độ tăng quang là 46 đơn vị Hounsfield. Như vậy là nốt này là có những đặc điểm gợi ý một cái nốt ác tính, và nếu mà xếp theo lân ráp thì là giai đoạn 4B cộng với những cái đặc điểm nghi ngờ ác tính thì là xếp bằng 4X, là cái được đánh giá là rất nghi ngờ ung thư. Và nếu mà đánh giá giai đoạn ung thư lúc giai đoạn này thì là chỉ là giai đoạn T1B, N0 và giai đoạn 1A. Và vì những cái lý do khách quan lẫn chủ quan, bệnh nhân không có được chẩn đoán đến nơi. Và đến năm 2021 thì bệnh nhân quay lại, thì lúc này thì cái kích thước của khối u là 6 cm trung bình cộng á, là 6 cm, thì lúc này là đề xếp được giai đoạn T3 N0, tức là giai đoạn 3B. Thì qua ví dụ trên thì ta có thể thấy rằng việc phát hiện đối với ung thư phổi giai đoạn sớm thì CT thì phát hiện được những cái nốt phổi đơn độc và nên trả lời kết quả theo lân ráp, và từ đó để các bác sĩ lâm sàng có cái hướng xử trí và theo dõi phù hợp. Vì cái kết quả mình mô tả chỉ là kết quả kết luận là nốt phổi đơn độc thì trên phổi trái, và mình không có một cái gợi ý gì hoặc là một cái đề nghị gì thì bệnh nhân dễ bị bỏ sót tổn thương.
Với việc đánh giá ung thư phổi ở những cái giai đoạn trễ hơn thì đối với một cái CT thì khuyến cáo là quét cả vùng trên đòn, càng cao càng tốt để đánh giá hạch cổ, và đối với phần bụng cao thì quét hết gan để đánh giá di căn gan và di căn tuyến thượng thận. Trong trường hợp test CT thì được cân nhắc chỉ định trong những cái trường hợp nếu nếu được thì là nên chỉ định thường quy trong những giai đoạn trễ, hoặc là trong những trường hợp mà trên CT khó quyết định. Còn đối với việc đánh giá di căn não thì khuyến cáo là nên sử dụng em ra sọ não có tim tương phản từ. Dạ, phần trình bày của em đến đây là hết.